Bên này có 5 mối tình chính thức. Thì người ta cũng đâu có phải vậy ta mới ấy được, mới kinh nghiệm rồi mới tương đồng được chứ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dạ, mối tình dài nhất là 2 năm. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là 6 tháng. Em thấy mình thiếu sót những gì trong những mối tình như vậy? Thực tế là trong 5 mối tình thì em có tới 4 mối tình em bị cắm sừng rồi. Trời ơi, thấy thương không? Mối tình gần đây là mối tình thứ 5. Là em chỉ tình cờ em biết người ta cắm sừng em thôi. Có nghĩa rằng là người ta cũng cũng thăm em, cũng đi tới thăm em, xong người ta đi Đà Nẵng. Người ta là giáo viên dạy múa. Đồng thời thì ngày hôm đó em lại rảnh, em lướt Facebook rồi em vào cái chỗ trang like cá nhân của người ta. Thì em thấy cái người đó, cái người bạn trai đó để hình nền. Và khi mà người ta để hình nền của hai bạn xong thì em nhắn tin. Em nhắn tin cho bạn đó thì bạn đó cũng không biết là bạn gái kia đã có bồ. Nên là em nhắn tin cho bạn gái, rồi bạn gái không trả lời. Thì thôi, em cũng tự im lặng thôi. Coi như mình im lặng lặng, mình chia tay. Kinh doanh sừng đó ha. Dạ. Thì thương quá à. Công nhận em sừng nhiều. Em có ngại gì bạn gái bên kia đã có một lần lỡ chuyến đò không? Em thấy rằng là mình nên thương người ta hơn. Tại vì người ta đã bị tổn thương một lần rồi. Được, rộng lượng, tốt. Thôi, bỏ qua những chuyện đã qua. Bây giờ mình làm thì làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Đúng. Tha là bôi hết, ta làm lại từ đầu. Đó. Rồi bây giờ cái từ đầu của em nè, em cho một cái mẫu hình cái người bạn gái mà em đang muốn tìm. Em thích người bạn gái của mình thì phải có cá tính, mạnh mẽ. Tại vì đôi lúc con trai cũng không thể nào mạnh mẽ được. Đôi lúc cũng cần cái sự chia sẻ. Đúng rồi, con trai đôi khi nó cũng yếu đuối lắm. Và tuyệt đối thì em cũng mong bạn nữ là đừng nói chuyện với người yêu mà giống như là võ sĩ nói chuyện bao cát. Mà em có thích những cô gái mà có một cái sở thích về cosplay không? Em thích mà. Tại vì những người đó em cũng coi nhiều mà. Trời ơi công chúa. Hai bên có mặt rồi ha. Bây giờ chúng ta nói to lên qua cái hàng rào để mình cảm nhận giọng nói của nhau, để hồi mình gặp nhau nha. Mời em trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào người xem đài. Em xin tự giới thiệu là em họ và tên là Nguyễn Nhật Tân. Nhà em thì ở ngay tại Quy Nhơn. Em đang sinh sống và làm việc ở ngay tại Bình Dương, Sài Gòn. Tân làm gì Tân? Dạ, hiện nay là em đang phụ quản gia đình và làm việc tự do. Bán gì Tân? Bán em mở hệ thống thịt dê. Và lẩu dê hả? Dạ, lẩu dê. Cách nào ship là phim trường cái lẩu được không? Nó có một quán lẩu nướng ở ngay tại Bình Dương nữa. Trời, tuốt Bình Dương luôn hả Cân? Dạ. Nghe lẩu là thấy được rồi đó. Nhưng mà ở Bình Dương lận ta Linh ơi. Kệ. Ở thị xã Bến Cát. Mình nói coi mấy nhỏ nó có ship cái lẩu nào không? Thôi để coi bên đây ta có buôn bán gì không, ta nhờ bên đây ship. Rồi mình giới thiệu coi có buôn bán gì đồ ăn đồ không. Dạ em chào cô, chị Hồng Vân và em chào anh Nguyên Linh. Em tên là Võ Thị Thúy Tiên, sinh năm 92, quê ở Quảng Nam và hiện nay em đang ở Gò Vấp. Công việc của em là nhân viên xe bất động sản và em là một coser cosplay ở Hồ Chí Minh này. À, hèn gì. Hôm nay coi như là chính thức lên đây là ngoài cái hẹn hò ra là cưới luôn đó. Không có chờ đợi, cũng không có gì hết trơn á. Khẳng định luôn, đóng dấu luôn nè. Rồi, để hồi tôi qua tôi kiểm tra đàn gái thế nào. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết một chút ưu điểm, khuyết điểm đi. Em rất hòa đồng, thân thiện, cá tính, thích nhảy, thích đọc rap. Đọc rap hả? Dạ. Em chút xíu đọc rap thử nha. Dạ. Gặp mở rào cái là mình rap liền luôn nha. Dạ. Em biết làm nail, make up. Rồi, nói chung là những cái gì về làm đẹp, về thẩm mỹ. Em rất có năng khiếu đúng không? Dạ. Có điểm yếu gì không? Dạ có, mau quên ạ. Mau quên. Dạ. Như vậy là mình có mấy mối tình rồi cưng? Dạ không nhớ nổi. Không nhớ nổi luôn. Trời đất ơi. Bây giờ nói cái nhớ cái mối tình gần đây nhất đi. Dạ em mới vừa ly hôn. À em ly hôn là được mấy năm rồi? Dạ được một năm. Được một năm. Em đã có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa có hả? Lý em do ly hôn? Mấy năm mà ly dị em? Dạ lấy từ 2016. Tại vậy do là chồng đánh rồi. Em. Ồ. Cái kiểu như ở chung rồi dùng tiền bạc á. Ừ. Cá hay gây gỗ đánh nhau coi thường. Cái em không chịu nổi nữa. Trong 2 năm không chịu nổi nữa cái em đi hôn. Rồi coi như là không chịu được bạo hành đúng không? Dạ. Trời, thấy tội nghiệp không? Bạo hành, bạo lực gia đình cũng là một cái điều mà cần phải lên án ha. Rồi, em trai, em có điểm mạnh, điểm yếu gì nói cho bạn gái bên kia nghe. Dạ,
thưa mọi người thì điểm mạnh của em thì cũng không có gì, chỉ có là hòa đồng, hoạt bát, năng nổ với thích nghi được với môi trường. Em có thể hát được. Hát được luôn. Hát dở người ta nghe được hay không thì đó là bên khán giả. Em cũng biết nấu ăn, nhưng mà ăn được hay không cũng nhờ người ăn. Với nữa là em thích làm từ thiện. Có tật xấu gì không? Em thì hay bị stress, cho nên là cũng hay nóng tính. Nhưng mà nóng tính của em nó không phải là vũ lực. Em chỉ có cái là hay nóng tính rồi bỏ đi ra ngoài thôi. Nóng là bỏ, nóng lắm là bỏ ra ngoài đúng không? Dạ. Hoặc là... được, chứ không có bạo lực ha. Hoặc là đi ra ngoài biển ngồi khùng khùng điên điên của mình thôi. Khùng khùng là sao? Tao biển làm gì đây? Chào cưng. Dạ, kiểu như là mình làm những cái hành động mà mình thấy tự mình thấy mình khùng đó. Giống như là mình gào lên đó. Mình gào lên hay là mình lấy đá mình chọi ra biển hay là mình lấy cát mình bung lên, ví dụ vậy đúng làm không? Làm vậy biển nó cười mất cỡ. Để mình xả được cái bực tức của mình đúng không? Dạ. Vậy đâu có gì đâu khùng điên. Trời em ơi, cái người đàn ông áo xanh ngồi kế bên em khùng gấp trăm lần. Trời ơi, làm gì? Làm mà còn không xác định được hành động đó là gì. Mình còn xác định được là mình tung cát, mình này kia nọ, còn đây là không xác định được luôn. Làm nhiều khi anh mắc cỡ trước biển luôn đó. Thôi nói vậy thôi, bỏ qua đi, khó quá bỏ qua đi. Bây giờ nè, em có mấy mối tình rồi? Có 5 mối tình chính thức. Trời ơi, bên kia không nhớ nổi, bên này có 5 mối tình chính thức. Ừ, thì người ta cũng đâu có phải vậy, ta mới ấy được, mới kinh nghiệm rồi mới tương đồng được chứ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dạ, mối tình dài nhất là 2 năm. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là 6 tháng. Em thấy mình thiếu sót những gì trong những mối tình như vậy? Thực tế là trong 5 mối tình thì em có tới 4 mối tình em bị cắm sừng rồi. Trời ơi, thấy thương không? Mối tình gần đây là mối tình thứ 5. Là em chỉ tình cờ em biết người ta cắm sừng em thôi. Có nghĩa rằng là người ta cũng thăm em, cũng đi tới thăm em, xong người ta đi Đà Nẵng. Người ta là giáo viên dạy múa. Đồng thời thì ngày hôm đó em lại rảnh, em lướt Facebook rồi em vào cái chỗ trang like cá nhân của người ta. Thì em thấy cái người đó, cái người bạn trai đó để hình nền. Và khi mà người ta để hình nền của hai bạn xong thì em nhắn tin. Em nhắn tin cho bạn đó, thì bạn đó cũng không biết là bạn gái kia đã có bồ. Nên là em nhắn tin cho bạn gái, rồi bạn gái không trả lời. Thì thôi, em cũng tự im lặng thôi. Coi như mình im lặng lặng, mình chia tay. Kinh doanh sừng đó ha. Dạ. Thấy thương quá à. Công nhận em sừng nhiều. Em có ngại gì bạn gái bên kia đã có một lần lỡ chuyến đò không? Em thấy rằng là mình nên thương người ta hơn. Tại vì người ta đã bị tổn thương một lần rồi. Được, rộng lượng, tốt. Thôi, bỏ qua những chuyện đã qua. Bây giờ mình làm thì làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Đúng. Thà là bôi hết, ta làm lại từ đầu. Đó. Rồi bây giờ cái từ đầu của em nè, em cho một cái mẫu hình cái người bạn gái mà em đang muốn tìm. Em thích người bạn gái của mình thì phải có cá tính, mạnh mẽ. Tại vì đôi lúc con trai cũng không thể nào mạnh mẽ được. Đôi lúc cũng cần cái sự chia sẻ. Đúng rồi, con trai đôi khi nó cũng yếu đuối lắm. Và tuyệt đối thì em cũng mong bạn nữ là đừng nói chuyện với người yêu mà giống như là võ sĩ nói chuyện bao cát. Nhưng mà em có thích những cô gái mà có một cái sở thích về cosplay không? Em thích mà. Tại vì những người đó em cũng coi nhiều mà. Vậy được. Rồi, để tôi qua tôi coi đàn gái sao mà Trường Vân chỉ nói cái gì mà cá tính gì để coi. Đây giờ dạ thôi tôi mời anh đó rồi. Trời. Nãy đi xe máy tới phim trường đây đó hả? Dạ. Trời ơi. Hấp dẫn nha. Nhìn thấy ấn tượng đó. Em gái, em hay mặc cái bộ đồ thế này lắm à? Dạ đúng rồi, em hay mặc đi diễn mấy sự kiện văn hóa Việt Nhật. Sự kiện văn hóa này kia ha. Dạ. Sự kiện văn hóa Việt Nhật. Ừ. Có nào mặc đồ đi chơi không? Dạ cũng có. Cũng có luôn hả? Giờ lúc ví dụ như là em đi diễn xong á, ví dụ mấy bạn rủ đi ăn thì em cũng vẫn mặc bộ đồ như thế này đi. Có nào mặc đồ đi ăn lẩu dê ngon à? Đây là nhân vật Sakura trong Thủ lĩnh Thế Bài. À đó, hãy nhìn thấy ra nhân vật rồi. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Kiểu đó là bạn nó không tính toán, không gia trưởng, bảo vệ được em được. Để có thể bảo vệ được em. Được, bạn này bảo vệ được, thấy tướng to lắm.
Nói cái người thân rồi, cho trẻ gặp nhau đi. Em đi với hai bạn của em. Dạ em là bạn của Thủy Tiên đây. Dạ thì em nhận xét anh thì anh đặc điểm nói chung là chuẩn. Dạ về Tiên thì em thấy cái gu anh là xác định là dính rồi đấy. Dạ. Còn em chỉ có một nhận xét thôi, anh có từng dùng những lời mực ngọt với những cô gái khác không? Em không phải là người ngôn tình anh. Dạ. Con người em thì có cái được là em nói được làm được. Em thích thể hiện hành động nhiều hơn. Dạ, em xin hết. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, hiện nay là em đi với anh hai em, với anh thầy em. Lời đầu tiên là em xin chào anh Quyền Linh Tốt Bụng. Và rồi, chị em. Hồng Vân đối với em là chị Hồng Vân luôn luôn là một người rất là dễ mến và dễ thương trong lòng của em. Cảm ơn cưng. Tân biết anh không nói nhiều rồi. Đâm ra của Tân cứ nhắm cái nút vào đâu thì bấm mạnh và chắc cái nút đó cho anh là được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hay, ngắn gọn. Rồi. Cứ nhắm cái nút mà bấm thôi. Được rồi. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bấm là phải bắn cho trúng. Đúng rồi. Mở rào. Hết hồn chưa? Cô dâu chim bồ câu á. Sakura đó. Rồi đứng lên nhận quà cưng. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà. Em mở lên đi coi biết. Mình nghe đầu tiên gặp mặt. Ừ. Mà cái này mình mua hay là mình tự làm? Dạ, cái đây là đặt mua theo ý tưởng. Bánh rau câu á Linh ơi. Ừ. Được á. Em cũng có món quà nhỏ cho anh. Tại cũng có nghĩ á là liên quan tới cái code của live em. À. Ồ. Cái gì vậy cưng? Dạ móc khóa. À móc khóa, tại sao lại tặng người ta móc khóa vậy? Giống như là em giống như là đi liền với anh vậy đó. Nhưng mà móc khóa nào là giống như là anh đi xe thì lúc nào cũng có, giống như là em đi với cạnh vậy đó. Lúc nào cũng móc em vô với người. Với lại em là cái này có hình code của like của em. Ừ. Có liên quan tới đam mê của em nữa. Ừ. Anh cảm ơn. Bạn gái biểu diễn đọc rap cho bạn trai nghe. Thôi nhìn nhau mà biểu diễn nha. Không gian này của hai bạn đó. Bắt đầu. Anh có yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Anh có bao giờ thêm mạng thanh chùa cậu duyên không? Anh có mơ viết màu từ âm tiên không? Anh có bao giờ mừng tin nhắn mà đọc nó rung vậy trái? Sao rung vậy? Dấu hiệu á, dấu hiệu của sự tình cảm đó nghe. Em nói diễn nên khó nói. Bạn trai hát đi. Anh tặng em một bài hát. Bài hát này thì kiểu như là chắc cũng là thay lời anh muốn nói với em luôn. À, anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sắp có và sẽ có. Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em. Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh, anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này. Nơi đó chỉ dành riêng cho em. Anh yêu em. Rồi, thôi trở về ghế đi. Rồi. Hai bên cũng đàn rối dữ lắm rồi. Câu cuối cùng là câu chốt hạ đó, anh yêu em đó, hiểu không? Lần đầu tiên anh gặp, anh chỉ coi cái đó ở trên YouTube thôi. Nhưng mà lần đầu tiên anh thấy bằng xương bằng thịt. Em có biết ý nghĩa của cái bánh anh tặng cho em là gì không? Tại vì cái đó là anh đặt làm cho nên là có ý nghĩa hết. Rồi. Ý nghĩa là gì ạ? Bánh anh làm thì không phải là gato. Chất liệu thì không phải gato cho nên là ăn sẽ không ngán. Ngoài ra thì bánh thì nó sẽ rất là ngọt. Anh muốn rằng là cái tình cảm của mình á, cho dù anh với em ở xa đi chăng nữa thì vẫn có thể tạo điều kiện dành cho nhau. Cái thứ hai nữa là anh muốn tình cảm của mình nó ngọt như thế. Hay đó. Nhà gái cảm nhận thế nào khi bạn trai nói thế? Dạ, cái ý nghĩa hay và em thấy cũng rung động. Rung động khi nghe cái món quà anh nói vậy. Coi như là tự nhiên á, nãy tự tin lắm nha, bản lĩnh lắm nha. Mở rào ra một cái là đớ luôn đó, là đó. Nói thì thủ thỉ, nói không ai nghe được luôn. Anh về trong một nhà, em với mẹ anh á, có chút gây nhau á. Mà trong lúc đó là anh đứng chính giữa, thì anh sẽ làm thế như thế nào? Mẹ anh thì mỗi lần mà mẹ anh cấu gắt cái gì là mẹ anh la mắng anh giống như là rapper đọc rap như em vậy đó. Thế nhưng mà có một cái rằng là mẹ vẫn thương con và mẹ anh cũng đã trải qua cái vấn đề như em nói rồi.
Cho nên là mẹ anh sẽ không có áp dụng đó với em đâu. Anh hứa chắc chắn như vậy. Tại vì bây giờ mẹ anh đang còn con dâu rồi. Mẹ đang cần rồi đúng không? Đúng rồi. Anh của em là có gia đình chưa? Dạ anh chưa luôn ạ. Chưa luôn, thành ra là giờ mẹ đang rất cần con dâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hẹn hò thế nào? Hai bạn bàn với nhau. Hiện giờ là anh cũng đang có một cái công việc là anh đang làm xuất nhập khẩu qua cảng và hiện giờ anh đang học việc để nắm được quy trình ở đó. Thì với lại rằng là anh cũng đang học bằng lái xe B2 nữa. Cho nên là cái khoảng thời gian mà anh dành cho em thì có thể rằng là nó sẽ không được thường xuyên. Em vẫn có thể rằng là em chắc anh cũng được, em chắc bằng video call. Hay là em có thể rằng là em gọi điện cho anh, hàng ngày vẫn gọi điện cho anh bình thường nha. Tại vì có khi anh sẽ không ở gần em được, thì anh cũng mong muốn là mình có một cái gì đó để làm cầu nối với nhau. Im lặng là coi như tan vỡ, anh không muốn điều đó. Em cứ kiểm tra anh hàng tuần cũng được, còn không thì anh nhắn tin báo cáo cho em. Còn em có đi chơi ở đâu á, hoặc là như thế nào đó thì nhắn tin cho anh cái, để anh đỡ lo thôi. Nhưng mà em không làm dâu được không? Em không làm dâu là mình khỏi cưới hả? Không phải, là không về ở chung một nhà với mẹ đâu ấy. Không về chung một nhà có nghĩa là mình ra ở riêng? Đúng. Được. Nếu mà hai đứa đã tự có nguồn kinh tế cá nhân rồi thì anh nói chuyện đó bình thường. Nếu như bây giờ về chung một nhà thì kinh tế ai quản lý? Thì là tiền bạc là vợ giữ là điều đúng đắn rồi, nhưng mà vợ phải biết tiết kiệm. Chứ vợ mà tiêu xài hoang phí thì hai đứa ra ăn mày hết. Có là đem đi cốt thôi chứ không có sắm áo quần gì nhiều đâu. Đi cốt thôi, cốt là hơn sắm đồ nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Bộ mê bộ ghiền hả? Bộ ghiền. Dạ. Đam mê hả? Dạ đam mê của em. Hai bạn cũng trao đổi nhiều rồi. Bây giờ mình tiến tới mình nói một câu nào đó tận đáy lòng của mình, suy nghĩ về người đối diện. Mình muốn nói gì nói, nói từ trái tim của mình. Nhìn bạn gái nói. Anh tự nhận biết anh không phải là con người hoàn hảo, một người bạn trai lý tưởng đối với em. Nhưng mà anh sẽ có cách để khiến biến cuộc sống của em trở thành cuộc sống lý tưởng. Em là một người đam mê có, nên là cái dục mà tiền bạc như vậy á, mà anh kêu em tiết kiệm cũng quá cũng không được. Vậy anh có chấp nhận được không? Đam mê của em thì em vẫn làm, đam mê của em thì em cứ giữ. Miễn sao là em có thể là em nghĩ đến cái bước đường dài và tương lai sau này. Sau này nếu mà mình còn có gia đình này nọ nữa, rồi mình còn phải chăm sóc cho ba mẹ của mình nữa ha. Thì nếu mà em đã kiểu như là em cân bằng được tất cả mọi thứ đó rồi thì ai cản em làm gì đâu. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng lòng mình lại. Đây là câu chuyện không phải là đùa nữa, mà bấm nút là hẹn hò với nhau, là cho nhau một cơ hội. Nếu thật sự trái tim mình chưa rung động, mình chưa muốn, mình không cần bấm. Để nút bấm đó cho rất nhiều người đang theo dõi truyền hình họ bấm. Chúng ta quay mặt về phía trước và đưa đến quyết định cuối cùng. Sau 3 tiếng đếm, 1, 2, 3. Hết thời gian. Bạn gái không có bấm. Lý do tại sao em gái không bấm khi mà chàng trai đã thổ lộ hết tất cả mọi thứ, niềm đam mê em cứ giữ, tất cả những sở thích của mình cứ giữ. Quan trọng là chúng ta cùng nhau để tiến xa hơn trên đường hạnh phúc thôi. Thì em cũng chưa thấy rung động gì bạn ạ. Chưa thấy rung động. Thì em cũng kỹ như là bắt đầu từ bên tình bạn để tìm hiểu. Đúng rồi. Chưa thấy rung động thì không cần bấm đâu. Dạ. Ta tôn trọng những ý kiến đó, bởi vì chúng ta chưa rung động ta bấm á, ta vô tình để người khác hiểu lầm. Ha. Một chàng trai cũng rất là thông minh, rất là đồng và nói chuyện cũng rất là hay ha, bằng lĩnh đó. Thôi thì chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Chúc hai đứa sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình, một nửa bánh ghép của mình ở bất kỳ nơi nào. Có một điều ở bạn trai tôi cảm nhận là bạn rất là tế nhị. Mình hãy giữ tất cả những kỷ niệm này để nghĩ về nó. Nhớ đã một lần chúng ta gặp một người bạn rất thân quen ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã tham dự chương trình.
Chúc các bạn hạnh phúc và sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn chương trình. Rồi.